Ba chiếc trống đồng vừa được người dân phát hiện tại thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm. Bước đầu cơ quan chuyên môn xác định đây là những di vật có giá trị, có thể lên đến hàng nghìn năm tuổi và thuộc văn hóa Đông Sơn. Ba chiếc trống đồng vừa được phát hiện gồm hai chiếc trống nhỏ nằm trong một chiếc trống lớn. Chiếc trống lớn có đường kính khoảng 60cm, cao khoảng 55cm, đã bị vỡ một phần nhưng vẫn đủ 3 phần mặt trống, tang trống và phần đế. Mặt trống có hoa văn mặt trời với 12 tia dài, hình chim lạc và một số hoa văn khác. Tang trống có hai tai kép và một số hoa văn. Hai trống nhỏ có đường kính khoảng 15cm, chiều cao khoảng 13-15cm. Mặt có hoa văn mặt trời 8 tia, chim lạc và một số hoa văn khác. Nhìn chung, họa tiết hoa văn đơn giản nhưng khá tinh xảo, sắc nét. Về cơ bản thì chúng tôi đánh giá đây là một hiện vật có niên đại cách đây khoảng 1.000 đến 2.000 năm, thời kỳ văn hóa Đông Sơn. Và bước đầu thì tôi đánh giá như vậy, mà chúng tôi sẽ làm những thủ tục và sẽ tiếp tục nghiên cứu để đánh giá cái giá trị rõ hơn về cái hiện vật này. Còn đây là khu vực cánh đồng Du thuộc thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, nơi phát hiện 3 chiếc trống đồng vào sáng ngày 16 tháng 1. Người đầu tiên phát hiện là anh Lê Thuyền Vũ trong quá trình lái máy xúc thuê để đào rãnh nước. Ngay sau đó, những người liên quan tạm dừng thi công và mang hiện vật lên Ủy ban Nhân dân xã Tân Quang để quản lý. Nghe tiếng thì em cũng xuống thôi. Xuống thì em cũng phải hớt lên mặt trên, thì em hớt vào thì em xuống thì phát hiện ra thì có một cái thôi. Nhưng lên thì cũng tò mò nên là cũng cậy đất ra thì phát hiện thêm hai cái nhỏ ở trong, cũng lúc anh chỉ có mình em thôi, nên là sau có người thì báo chính quyền thì em giao nộp lại thôi. Việc người dân phát hiện và báo cáo với các cấp chính quyền, đây là một hành động rất đúng, theo đúng như luật di sản văn hóa quy định. Và chúng tôi cũng rất mong các chính quyền địa phương nếu phát hiện thêm những hiện vật khác thì cũng có trách nhiệm trong việc gìn giữ và bảo vệ những di sản văn hóa của địa phương mình. Hiện 3 chiếc trống đồng đang được giao cho Ủy ban Nhân dân xã Tân Quang tạm thời quản lý. Bảo tàng tỉnh sẽ phối hợp để tiếp nhận và tổ chức đánh giá, thẩm định các hiện vật cũng như xem xét mở rộng khảo sát tại khu vực phát hiện, đồng thời xem xét đề xuất khen thưởng kịp thời những người đã phát hiện và bàn giao kịp thời di vật. Trước đây, tỉnh Hưng Yên mới chỉ phát hiện 3 chiếc trống đồng Đông Sơn tại huyện Kim Động và Văn Giang. Nếu 3 chiếc trống đồng mới phát hiện ở huyện Văn Lâm được xác định cụ thể cũng thuộc thời đại Đông Sơn, sẽ có phần minh chứng thêm cho bề dày truyền thống lịch sử văn hóa của tỉnh Hưng Yên.